Cuối cùng ta cũng về lại rồi. Cảnh Thành, ta đến rồi. Ủa, sao hình như quần áo không giống với ký ức của mình lắm. Chuyện gì thế này? Kịch bản không nên như thế này chứ. Chúc mừng tướng quân, vì dân trừ hại. Không biết tên bạo quân này đã giết hại bao nhiêu người rồi. Chết đúng là đã lời cho hắn rồi. Ta không cần đồ của ngươi. Tập 1. Thánh đế thử cái này đi. Hôm nay thánh đế, nếu mình không nhớ nhầm thì mình tên là Lương Vi Vi. Không lâu trước đây, bất ngờ rơi vào phim cổ trang thể loại ngược tâm, trở thành hoàng hậu bị đối xử bất công, sống không quá 3 tập. Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu, trải qua ám sát, bị hãm hại, phản bội, quen biết Cảnh Thanh, hiểu nhau, yêu nhau. Cuối cùng cũng gặp lại hoàng đế trong phim. Cuối cùng thành vợ chồng. Nhưng chưa bao lâu, đột nhiên anh ấy biến mất. Để gặp lại anh ấy lần nữa, rõ ràng tôi, tình hình bây giờ rốt cuộc là... Các ngươi làm gì thế? Thánh đế tha mạng, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ảnh hưởng hoàng thượng yên tĩnh, lui xuống cả đi. Đây không phải là... Ta ở đâu đây? Các ngươi là ai vậy? Hoàng thượng, người lại uống quá chén rồi. Bây giờ là năm thứ 3 Lưu Chiêu Quốc. Người là đương kim thánh thượng, thánh đế Lương Vi Vi. Mình vào nhầm phim rồi hay sao? Hoàng thượng, người không sao chứ? Vậy hôm nay còn cần tướng quân Cảnh Thanh thị tẩm hay không? Ngài đã đợi trong cung cả ngày rồi. Cảnh Thanh hả? Người mau lên, mau gọi anh ta vào đây. Truyền Cảnh tướng quân vào điện. Chỉ cần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế này sẽ giao lại binh quyền. Tướng quân à, ngài đừng bị lừa nhé. Nếu không có binh quyền, làm sao đoạt gì được? Không sao, ta có đối sách rồi. Tướng quân, ngài vất vả rồi. Ngài xem, đem thuốc này theo. Nói à, bảo vệ thận, thị tẩm mà. Mở một mắt, nhắm một mắt là sẽ qua thôi. Đem nó theo đi. Hoàng thượng, nào. A, à, rốt cuộc phần nào xảy ra vấn đề gì? Cảnh Thanh to gan, gặp hoàng thượng còn không quỳ xuống. Sao tự nhiên chàng lại biến mất vậy? Làm ta sợ quá. Chàng không sao chứ? Trong phim này chàng có được ăn no không? Chàng làm gì thế? Không phải hoàng thượng muốn cái này hay sao? Không phải, chúng ta, ta vừa mới gặp, ta không vội thế đâu. Nào nào nào, mặc vào đi. Ta hiểu rồi. Hoàng thượng ấy hả? Muốn làm từ từ thôi. Nếu đã như vậy, nghe nói hoàng thượng thích nhất là phạt rượu, chi bằng người thua sẽ chịu phạt. Thế nào? Có phải Cảnh Thanh diễn sâu quá rồi hay không? Ta có gì mà không dám? Chơi thôi, dù sao hai chúng ta cũng lâu rồi chưa chơi. Lương Vi Vi, người thua chắc rồi. Nóng chết mất. Tới đi.
15, 20, 10, 15. Uống đi. Cởi ra. Lại nào. 15, 20, 20. Chơi đố số với mình. Còn chưa có ai khiến mình sợ đâu nha. Lại nào. 5. Mười. Sao lại như vậy? Được rồi, được rồi. Không được uống rượu. Không được uống nữa. Tránh xa ta ra đi. Cảnh Thanh à. Cảnh. Đi ra. Cảnh Thanh à. Chàng hung dữ với ta quá. Ngươi đừng có hòng làm nhục ta. Lương Vi Vi, ngươi đoạt binh quyền của ta, không phải là vì giây phút này sao? Ta sẽ không để cho ngươi đắc ý đâu. Ta đâu có. Chậm thôi. Chàng từ từ thôi. Ngươi cắt lương thảo quân ta, cướp binh quyền của ta, ép ta về cung. Hôm nay còn muốn ta thị tẩm. Lương Vi Vi, nhất định ta phải giết ngươi. Sao chàng lại muốn giết ta hả? Phần trước chàng còn chưa giết đủ hay sao? Tới đi. Nào, mà kết thúc xong luôn đi. Trả hổ phù cho ta. Ta sẽ. Chàng bị điên hay sao vậy? Muốn chia tay phải không? Người đánh ta hả? Từ khi bắt đầu, ngươi chỉ trêu đùa ta thôi. Trong phim này mình là người có hình ảnh như thế sao? Ngươi là một nữ ba đầu mà. Chàng đừng khóc mà. Ngươi mặc kệ ta đi. Chàng khóc khiến cho ta. Hoàng thượng của chúng ta, cái này. Ngươi mặc kệ ta đi. Lương Vi Vi, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bất luận thế nào. Đó là nước tắm của ta mà. Bất luận thế nào. Bất luận thế nào. Ta đều phải giết ngươi. Mở cửa. Không mở hay sao? Được. Quả nhiên các ngươi là một bọn mà. Các ngươi đều là một bọn với nhau. Mình cứ thấy có chỗ nào sai sai ấy nhỉ? Mở cửa. Khoan đã. Người đâu? Anh ấy. Mở cửa. Anh ấy không nhớ ra mình nữa. Tôi tên là Lương Vi Vi. Lần này tôi bước vào phim cổ trang biến thành hoàng đế bạo quân. Hiện tại tôi đang cố gắng thích ứng với hình ảnh mới của mình. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, lâu lắm rồi người chưa sủng ái chúng thần. Các người đừng qua đây.
Thịnh, thịnh soạn quá. Làm tốt lắm. Hoàng thượng an khang. Không cần đâu, không cần đâu. Sao lại xuống thế? Người đừng xuống đây. Không phải, không phải. Người đừng như vậy mà. Người đừng như vậy, người khách sáo quá rồi. Ơ kìa, người đừng như vậy mà. Người khách sáo quá. Người đừng, sao lại quỳ vậy? Người khách khí quá rồi. Tính đến bây giờ mà nói, tôi thích ứng cũng giỏi. Đúng không? Hoàng thượng, hay là người tranh thủ đi. Hoàng thượng, người phải khởi giá rồi. Lại đi đâu nữa vậy hả? Chính người nói mà. Đi xem đình cầu phúc, chỉ huy sứ xây cho người. Bố chỉ huy hả? Vivi, người nhìn xem. Ta chuẩn bị cho người đấy. Xe ngựa ngọc bích, đồng đỏ mạ vàng. Thế nào? Làm tốt lắm. Nào Vivi, thử cái này đi. Cái này ấy à, là quốc bảo của Tây Nam Quốc. Áo khoác làm từ hổ trắng. Cái này là hoa văn con báo mà. Ôi mẹ ơi, hình như làm hơi to rồi. Không sao, ấm áp, còn che gió nữa. Bây giờ là mùa hè, che gió gì chứ? Che gió cái gì? Vivi, vậy thì mình thử cái này đi. Ấm quả thúy lưu ly. Ấm lắm. Ta nóng, nóng lắm. Ngươi cầm đi. Nóng quá. Dân, ngươi, sao ngươi lại chuẩn bị một cỗ xe ngựa vậy? Người khác đi thế nào? Họ đi bộ là được. Nào, đi nào, chúng ta lên xe. Lên xe, lên xe. Ơ kìa, chậm thôi, chậm thôi. Tự ta đi. Tiểu Dân, hai chúng ta đi thôi. Đi ra, đi ra đi. Ngồi sang bên kia. Ngồi sang bên kia đi. Đi đi, ngồi đó đi. Sao ngươi lại đến đây? Chuyến này đường đi xa xôi, lỡ ra trên đường có thích khách, ta cũng tiện bảo vệ cho hoàng thượng. Vivi, ta bảo vệ người là được rồi. Ngươi hả? Bình thường chỉ quân sứ trịch thượng, thẩm tra người khác thành quen rồi. Chân tay cũng không thạo nữa rồi. Không phải chứ, binh quyền của ngươi cũng đã giao cho ta rồi, sao vẫn dám cứng miệng như vậy hả? Còn muốn ra ngoài đánh nhau không? Đã phần hai rồi, hai người vẫn còn cãi nhau hay sao? Hai cận thần quan trọng của bảo vệ ta, được chưa? Hoàng đế đem binh quyền cho nhị thiếu gia rồi. Bạc tướng có một cách, có lẽ sẽ thành công. Nói đi, ngài phải dứt bỏ sĩ diện đi. Nhị thiếu gia ý cho mình là mỹ nam tử, cận thần lớn nhất, được xưng là hoàng phu không mũ, chính cung thực sự. Tướng quân, ngài xem, mặt của ngài không trắng, nhưng mà nhỏ. Hoàng thượng gọi ngài tới thị tẩm, chứng tỏ có để ý đến ngài. Hay là thử xem. Ngài yên tâm đi, cái này tôi là người trong nghề. Lát nữa tôi sẽ tìm hai thích khách giỏi đến hành thích. Lúc nguy cấp, ngài sẽ anh hùng cứu mỹ nhân. Vivi, ta chuẩn bị đồ ăn ngon rồi đây. Ăn cái này đi, ngon lắm đấy. Thử thêm cái này nữa, cũng ngon. Vivi, đừng ăn cái này, ta mang cho người đây.
đá đánh lửa. Trên đường có thể dùng để nhóm lửa. Chơi trò sinh tồn nơi hoang dã hay sao? Trong sắt, trên đường có thể dùng để chống lại thích khách. Này, lại là đá đánh lửa. Vừa khéo thành một đôi. Đau tốt. Đau tốt. Hoàng thượng, giao cho người đấy. Ta có thể nói không cần không? Cảm ơn nhé. Có thể dùng để phòng thân đúng không? Đi thôi. Cô ấy thích. Cẩn thận. Nơi này đẹp thật đấy. Bên đây sao? Vụ mùa bội thu. Coi ta là táo quân chắc. Đình gì mà nát thế này? Hoàng thượng lao tâm khổ tứ vì dân. Thần cố ý xây cái đình này trong núi. Sau này dân chúng đi qua nơi này, thấy đình như thấy thánh thượng. Gặp người bái lạy, sự anh binh của hoàng thượng sẽ lưu truyền muôn đời. Đó là ta đó hả? Ta xấu vậy luôn đó hả? Cái đó tất nhiên không đẹp bằng người rồi. Ơ kìa, ngươi làm mấy cái này có cần thiết lắm hay không vậy? Xây đình cũng được, nhưng xây hẻo lánh thế này cũng không biết là để ai xem. Thần cho rằng hoàng thượng tạo phúc chúng sinh. Pho tượng ngọc nhỏ tinh tế này được làm theo mặt trong của hoàng thượng. Đem cống đạp vào cung sẽ tốt hơn đúng không? Vivi, ta làm cho người cái lớn hơn. Đừng, hao tài tốn của. Chi bằng thần tử trong triều mỗi người một phần cống vào trong nhà sẽ tốt hơn đúng không? Sao mà ngươi không nói là chế nó thành mặt dây chuyền rồi yêu cầu mọi người cùng đeo lên? Chỉ quy sứ nghĩ ra cách hay đấy. Thần nghĩ à, đúng là đã đeo lên rồi. Nhà quê. Hoàng thượng, thôi, ngươi đưa cho ta đi. Cái này đẹp lắm, ta thích cái này. Ngươi giúp ta đi rửa quả táo đi. Đi mau. Không được. Rốt cuộc ngươi là người của ai? Giặc cỏ ở đâu tới? Ta là chỉ huy sứ đây. Vivi, không sao, ngã chập mông tí thôi. Không đúng, đây là cơ hội tốt để tiếp cận cảnh thanh mà. Đầu của ta tự nhiên đầu hơi choáng. Người sao vậy? Bị thương ở đâu hả? Người vẫn còn sống là tốt lắm rồi. Vivi.
Chuyện gì thế này? Hoàng thượng không sao hết, chỉ vì bị kinh sợ một chút thôi. Vậy sao vẫn chưa tỉnh? Chuyện này, lùi xuống đi. Vivi, người yên tâm, cho dù là chân trời góc bể, nhất định ta cũng phải bắt được hắn. Sao ngươi còn chưa đi? Chú ý thân phận của mình đấy. Cảnh Thanh, Cảnh Thanh, đừng đi. Vivi, vậy ta đi bắt thích khách nhé. Cuối cùng cũng có thể một mình với Cảnh Thanh rồi. Tên thích khách đó tại sao lại đến giết ta chứ? Trời đất chứng giám, mặt tướng tuyệt đối không truyền sai nửa chữ. Nhưng tìm được một tên đầu óc hơi ngớ ngẩn. Gia sản có hạn, không tìm đổi người xuất sắc hơn. Lần sau, nếu ngươi lại làm hỏng việc, ta sẽ khiến cho cái đầu của ngươi cũng ngớ ngẩn theo. Nghe rõ chưa? Nhưng mà cũng thôi đi, kế sách này cũng coi là thành công một nửa rồi. Cô ta đỡ như thế, chứng tỏ cô ta không vô tình với ta. Binh quyền ấy à, có thể chờ đợi được rồi. Truyền Cảnh tướng quân ý kiến. Cảnh Thanh, chàng không nhớ cũng không sao đâu, nhất định ta sẽ giúp cho chàng nhớ lại mà. Tham kiến bệ hạ. Đếm thử đi. Rất ngon à? Ngon sao? Trước đây Cảnh Thanh ghét nhất là đậu phụ thối mà. Truyền Cảnh tướng quân ý kiến. Hoàng thượng, cha còn nhớ qua này không? Qua mẫu đơn này đẹp lắm. Đây là hoa hồng mà. Đây không phải qua mẫu đơn sao? Truyền Cảnh tướng quân ý kiến. Đây là cảnh nổi tiếng của phần 1. Ta không tin chàng không nhớ được. Chẳng lẽ Cảnh Thanh không nhớ thật à?
Thế nào, có nhớ ra gì không? Có cảm giác gì không? Hơi hơi. Có hả? Có sao? Có gì chứ? Có hơi nóng đó. Không sao. Hình như cô ta mong ta nhớ ra vài chuyện. Hình như ta là một người khác. Tướng quân, đó gọi là mê hoặc. Cẩu hoàng đế đang lôi kéo quan hệ với ngài đấy. Lôi kéo quan hệ hả? Là sao? Cô ta đã không thoát khỏi được việc yêu ngài rồi. Bây giờ cho dù ngài đưa ra yêu cầu gì thì cô ta cũng sẽ đáp ứng hết. Được. Hoàng thượng, chuyện trước mắt đã giải quyết xong hết rồi, người có thể yên tâm. Hoàng thượng, người có gì không thoải mái hay sao? Đưa người lên. Chân mỹ nhân Vivi, gần đây ta bắt được một nhân vật quan trọng ở căn cứ của kẻ mưu phạm. Vốn định tra hỏi một chút kết quả rồi mới nói với người, nhưng mà để người vui mừng trước. Đã nói là không liên quan đến ta rồi mà. Ta là quận chúa đấy. Chân quận chúa. Theo quan hệ nhân vật phần trước, quan hệ T3 này mới đó đã đến rồi hay sao? Cậu dám cứng miệng hay sao? Rõ ràng ông đây nhìn thấy người lén là lén lút ở căn cứ kẻ mưu phản. Nói mau, ai sai khiến ngươi? Ta nhổ vào. Nếu cô ấy và Cảnh Thanh có quan hệ thật, Cảnh Thanh cũng sẽ bị liên lụy. Mang đồ ra tấn lên. Vivi, người sao thế? Ta bị hạ đường huyết. Có phải dạo này mệt quá không? Truyền thái y đi. Vâng, ta dẫn người đi nghỉ ngơi trước. Được được. Chậm thôi. Quan, Cảnh đại nhân đâu rồi? Cảnh đại nhân đang ở cửa. Hoàng thượng, người nói người không khỏe, Cảnh đại nhân cũng không dám rời nửa bước. Người nói người không muốn gặp ngài ấy, ngài ấy cũng không vào nửa bước. Hoàng thượng, Cảnh đại nhân tốt với người thật đấy. Phần trước cũng tốt với ta lắm. Đành phải có lỗi với quân ấy thôi. Ngươi làm gì thế? Nói nhỏ thôi. Làm gì thế hả? Đừng lên tiếng, đừng lên tiếng. Đừng có nói gì hết. Làm gì vậy? Đã không nhìn thấy rồi. Cô im đi, ta cởi trói cho cô. Cô có muốn đi hay không? Ngươi là ai vậy? Ta Tình địch. Mau lên, đứng lên. Mau lên, đứng lên nào. Cái thứ này làm khó mắt của ta quá. Thôi thôi, cô tự cởi ra đi chứ. Tự cởi đi chứ. Thôi thôi thôi.
Vivi, là người hay sao? Sao người lại ra ngoài rồi? Không đúng, đuổi theo. Dừng.